bông bông bà lên ăn cơm nhà ta. Má cái con cá này câu lâu thế mà nó không biết ăn, đúng là thằng ngu thật. Nếu như là mình thì ăn rồi ấy, con cá này chán thế nhỉ, ăn đi quê ăn rồi. Ê, mày cứ ăn đi, ăn xong tao thả mày đi mà, tao có bắt mày phải đi ăn đâu. Tao mày lên ở một thế giới trên này, tách biệt với cái thế giới ở dưới nước đi. Ở trên này một mình mày tự bơi lượn nhá. Cái con cá này láo thế nhỉ, đã người ta đã mất công đi câu là mình phải ăn, hiểu chưa hả cá? Mình không ăn thì người ta câu kiểu gì? Mình phải ăn chứ, mình phải ăn thì người ta mới câu được chứ. Hả? Láo không? Cái này, cái kê này là những loại mà mình tự trồng thì ăn được mọi người ạ. Nhưng mà cái loại này là nó ở trên rừng thôi, nên là không ăn được mọi người. Có khi ăn được nhưng mà mình không dám ăn đâu mọi người. Đây. Hai quả này mới to này. Đây là mọi người, quả này ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Ui. Đây. Đây này mọi người. Xù. Ngọt lắm mọi người. Mấy cái nấm này mọc như đúng rồi luôn. Mộc như là đã học qua trường đào tạo để mà thành hàng như này nha mọi người. Đây này. Ui, bẫy được cá nhiều lắm mọi người đây. Ui. Đừng có được đây nhiều. Đây, được có mấy bảng này. Ui. Quả gì đây này? Wow, đau tay quá mọi người. Đá đây. À, dùng nộ công của mình. Má. Ê. Ê. Ra cái hạt nó như này mọi người ạ. Đây. Chúng biết có ăn được không? Thì cho sẽ thử ăn. Thế này chắc là không dám ăn luôn. Cái quả này lúc mà chín ăn cũng ngon mọi người, ăn ngọt đấy mọi người ạ. Cái này là chưa chín mấy mọi người, nói chung ra là chưa chín mọi người ạ. Đây.